nay gặp tổ ong rú mọi người. Đây là Kính mọi người nha, là thành viên mới của đội HKT. Kính đang thấy tổ ong rú. Đây là ong rú này. Em xe tổ ong rú này. Ong rú này thì mẹ bây giờ tỉa rồi. Mẹ anh em sẽ lên nha tiến hành bữa cái đục cái lỗ này ra để mà lấy tổ ong nha mọi người. Lượm cá qua ong rú này. Cái vòi hả? Cái đừng có đập đừng có đập để nguyên cá rồi thì nè mọi người nè nó rớt ở dưới này khó là nhiều luôn mọi người. Miếng 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 nè, đây là những cầu am này không khó lao đâu mọi người nha. Đây, Kính không biết Kính đập bể ra rồi mọi người này. Kính đập bể ha rồi nè, giờ để đất này về mình sẽ vệ sinh luôn mọi người. Chờ mình sẽ đồ hết cái vọt mình lá đấy, còn nguyên nguyên vẹn này còn tốt. Ủa, cái nó đẹp quá ấy. Anh em đang dọn cái mặt bằng, chặt hết cái mấy cái cây này xung quanh, làm cái mặt bằng để làm cái giàn lấy tụi ông chú. Đây chính là cái vòi ông chú với mọi người xem ha. Tụi ông chú đóng cây tươi à. Chiều cao làm cái giàn. Sao không màu hai cây luôn lần khánh, sợ không chúng chính xác hả? Anh em đang làm vàng sắp xong rồi. Để lấy tổng đủ phải làm cái vàng như thế này. Ông về khá nhiều. Bữa nay Kính này à, có các con đó, đoạn cái ông đám. Làm cái vàng đã xong mọi người. Đây góc này góc trên nè. Rồi ok rồi đấy. Đây là góc quay trên. Cái này mày mày. Hey, mày nè. Thật lãi hồi rồi nha. Thank you.
tới kế rồi. Tới nông rồi. Rồi tới nông rồi là xíu nữa lấy cái cục con nông nữa là lấy mặt thôi. Thấy cái ổ nông. Đây rồi thì chặt với chặt đây này. Cho mình muốn là được. Cộng một cái này là lấy cho con mình chặt lại nữa. Tớ vào bên trong mọi người. Cán không ơi, cán mày cái miệng á. Vào đoạn quanh để phút chưa, được phút chưa. Cái mặt ông vú lá kiểu nào mọi người, về cái đứng kho không thể bữa được, vô thọc con chảy vô cái bào và cái máng nó chảy ra. Đấy, nó xích chặt luôn, ôm sát cái cày đóng bài luôn á. Đúng cái cổng khóa bị chặt hai bên không? Đừng thọc cũng như giữa này hay bớt gì nhạt nhạt nhát nhát cái bộ này còn thấp thoát có nhiều lắm mọi người. Rồi ok, bây giờ là kiếm cái công trình dây chỗ này nè, phấn mặt này nha, mặt này, mặt chả này, cái này, mặt này, trong vùng quấn trong bẫy nha. Cảm ơn rồi. Mặt cái nào đổ xuống mọi người à. Ô, quá nhiều luôn. Cảm thật này nhảy ra tay được không? Đưa cái camera thôi. Cho bà con họ xem. Đấy, mặt đổ ào mọi người. Nó chọc thoải mái các bạn. Không gian nó hơi bị chặt mọi người thông cảm ha. À, giống như cái máy gạo. Hứng chạy xuống cái bào nữa. Hứng chạy xuống cái bào nữa. Cái anh em ở đâu. Đây, mặt ra mọi người nè. Mọi người này. Đây, chừng nãy này mọi người nha. Ơn he, để ý. Để ý thế nã một gáp thôi. Rồi ok. Để một gáp thôi. Rồi mặc cả mọi người. Mặc ông dâu rất là hiếm. Rất là ít. Làm công phu. Rất là khó. Mọi người có nhu cầu liên hệ bình luận phía dưới mọi người nha. Mọi người đặt trước anh em sẽ đi làm khai thác cho. Thọt nhé mọi người. Đừng có những cái túi mật đang chờ mật nó chảy ra mọi người. Mũi cán đéo ăn thấy mùi mà đâu. Mũi cán quay phim. Có phim cái điều kiện. Rồi đứng chờ la gì đó. Lấy mặt ao mà mũi cắn luôn mọi người. Tập. Rồi, rồi anh em đã lấy xong mà. Tụi ông giấu ra mọi người. Đã hoàn thành xong tụi ông. Thành quả khoảng được nửa lít. Đây mọi người, đấy. Kính đang cầm được chừng lá đấy mọi người. Chưa tới nửa lít chưa. Rồi đây cái này. Hẹn mọi người xem tập tiếp theo. Cái bỏng. Tập tiếp theo. Không mặc.
Sau khoảng thời gian khá dài, anh em đã hoàn thành xong một cây, khoảng 5 tiếng mọi người. Thì bây giờ anh em đi về. Bye mọi người, đi tiếp theo.